Momen saja. Nè bà nè nó lấy cơ mà. Hằng. Một mình xài rồi ai cũng hết. Nhất gì ngờ nữ tuyết cực. Ô xí chê. Anh sẽ có câu chê ô, anh sẽ đừng đùa lớt chá. Mà bố lời chá. Mà lúc mì bố lời chá. Và có lúc hắn dâu đủ tà lì nụ. Nó còn dâu chê ô. Cô dù đi chó mê, anh dù dù đó nà. Cô dù chó tà lì ô nhọ. นะ Nini, sai đâu? I, I, O, T. I, O, T. Nè, I, O, T. Nè, nè, anh cầm chì tua. Anh cầm chì tua vô. Cứ mẹ ấy thao ở nó, cứ lo lo cho vô, mà chất tua vô, chả có cua vô. lấy từ mẹ tú cho nó sao cũng như bắp bắp cha cho nên cho cũng như thế à
Chắc hơn rồi bé cua thì cua để lấy cua nhá tú rồi. Để chia bé cua mẹ ai để nó chả mất chút trò đó sẽ đây con đâu bỏ chứ không có gì nhận sẽ tôi là anh sẽ ở chứ anh tôi là anh sẽ em mới chơi liền sẽ sao đó ô bỏ lấy từ anh chẳng lấy từ cái tỷ đâu ăn mùa chỉ tao lấy bình châu đó thế nhà của tôi sẽ phải cho mình nhận thay một chân lì nữa hả sẽ thêm một chân lì nữa hả được người chị nhà các nông 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 dù dù lũ ít lì chẳng nói chuyện gì chẳng nói chuyện gì mày lo vậy tới tay chẳng chắc chắn mày mày lại mà lại ấy không lì ấy nên chỉ cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ, 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 m
ừ phải tôi xin là bác sĩ nói chuyện của tôi được cái tôi phát thông về phải có giờ cứ từ lấy cho ấy thêm nhà tứ thế thì nó trở nó sẽ sắp là thế thì bây giờ là hay bố mẹ là cái chồng nó sợ đó tại sao thế là sợ đời nó xả lên chặt chứ cũng có ý tôi là chỉ duy nhất là nó sẽ là lên thế để cho đi sợ đó tại sao hay là sợ đời nó xả lên chặt thế nha sợ đời nó gặp cái rong sẽ thế rồi tới thêm nhà tứ gì là cái chuyện rong sẽ không giờ nó mà chẳng nói chuyện gì thêm mà số luật thế rồi thế thì chờ chờ đó tại sao rồi sẽ đã giải được gì cũng thế thì cứ nó sẽ không còn thế nào em được cứ phải qua là sợ thế thì bây giờ phải giờ mình chỉ còn đi một chuyện là sức thế thì chờ chờ đó lúc sợ mình về chờ lần chỉ sẽ đợi nó chỉ cho nó.